việc thiết kế một trang fanpage vô cùng đơn giản và chắc hẳn ai cũng đã biết đăng ký và thiết kế nó. Tuy nhiên hôm nay tôi muốn chia sẻ với là chúng ta sẽ đăng ký một fanpage có thể làm được affiliate và đầy đủ các tính năng. Đầu tiên chúng ta vào phần tạo trang. Đây là tôi có sẵn những trang này. Tuy nhiên ta sẽ tạo trang mới và bắt đầu lại. Vào mục fanpage thì chúng ta có hai mục để chúng ta lựa chọn: một cộng đồng của người blog và công chúng. Ví dụ chúng ta là những người nổi tiếng như Cung Phượng là Ngọc Trinh thì chúng ta nên sử dụng cái này. Cái này chủ yếu là viết theo văn bản, viết theo những mô phỏng về con người, hoặc chúng ta kinh doanh những sản phẩm về sức khỏe, về sắc đẹp nếu mà liên quan đến những blog. Thứ hai là thương hiệu doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp thương hiệu. Về fanpage nó cũng tương tự như thể chúng ta một làm một blog hay một website. Tuy nhiên nó khác nhau một cái với website của chúng ta. Chúng ta về website là tên miền chúng ta tự đặt được. Còn fanpage thì nó giống như một landing page của chúng ta. Tuy nhiên tên miền nó là tên miền của Facebook. Nó đều là website cả. Và chúng ta sẽ hiểu ra là nó như vậy. Và làm affiliate thì chúng ta cũng tương tự như vậy. Chúng ta hiểu về tính năng của fanpage thì làm affiliate nó cũng rất đơn giản. Và bắt đầu chúng ta sẽ tạo trang. Đầu tiên là chúng ta đặt tên cho trang. Ví dụ trang của tôi là bán về sản phẩm đông trùng hạ thảo thì tôi sẽ đặt cái tên là doanh nghiệp này là Tibet Việt, là cái doanh nghiệp mà đăng ký đông trùng hạ thảo thì tôi sẽ Tibet Việt. Quên, đây tôi chưa vào UBK nên là chữ không thể viết được tiếng Việt. Hạ thảo. Rồi, ok. Thêm hạng mục của trang, chúng ta thêm hạng mục là kinh doanh này. Đấy, dịch vụ kinh doanh này. Và đây sẽ là địa chỉ đường phố này. Nếu ta muốn lấy địa chỉ động được, địa chỉ nơi chúng ta đang ở hoặc nơi chúng ta cần muốn lấy. Ví dụ tôi lấy ở đây là lấy địa chỉ ở Bình Dương, 390 trên 10 B Tiểu Bang thì tôi lấy Dị An. Đấy, Dị An. Mã zip code là mã của bưu điện đấy. Thì bưu điện của Dị An là 824600. Số điện thoại không bắt buộc, ta cũng không cần thiết. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Vâng, chúng ta đã tạo xong trang và họ yêu cầu chúng ta tải ảnh đại diện. Ảnh đại diện thì chúng ta có những cách chúng ta có thể thiết kế những cái mẫu ảnh cực đẹp. Ví dụ chúng ta vào đây, thiết kế không tên bằng Canva đây. Thì chúng ta sẽ tải những cái ảnh lên để chúng ta thiết kế. Ví dụ đây, ảnh thì chúng ta thêm ảnh vào đây. Tuy nhiên, ở đây thì tôi giới thiệu nhanh cho các bạn nên là việc thiết kế thì chúng ta sẽ tìm sau hoặc chúng ta sẽ thiết kế bằng tay nét. Đây chúng ta có thể download ảnh vào đây, chúng ta thiết kế ảnh qua file.net cũng được. Chúng ta có thể đưa những cái ảnh về sức khỏe đây. Đây chúng ta sẽ vào đây để chúng ta căn chỉnh ảnh. Tuy nhiên ở đây thì tôi tải mô phỏng lên thì cho nó nhanh, thì việc càng nhanh càng tốt. Tuy rằng nó không được đẹp nhưng mà nó sẽ nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với việc ta sẽ vào từng chi tiết một. Khi các bạn làm thì chúng ta cần chi tiết và học thêm những cách tải chỉnh ảnh thì nó sẽ đẹp hơn và nó hoàn chỉnh hơn về trang fanpage. Đây, và tiếp theo tôi sẽ đưa một ảnh này vào ảnh bìa. Ảnh bìa thì ít nhất cần 400 đến 150 pixel. Đấy, ảnh đại diện tải lên được rồi và chúng ta sẽ tải ảnh bìa lên. Ảnh bìa thì chúng ta có thể tạo video hoặc tải ảnh lên đều được. Tuy nhiên đây tôi sẽ tạo ảnh gần như tất cả các ảnh ở đây không đủ. À rồi, thì ảnh này gọi là tạm được và tôi sẽ lưu lại. Thời gian buổi chiều thì nó hơi chậm một chút so với thời gian những lúc khác. Chúng ta làm, chúng ta có thể thêm nút. Nút ở đây thì chúng ta có thể tạo đặt trước với bạn, liên hệ với bạn, mua sắm với bạn hay là những cái gì. Thì thường thì chúng ta gọi là liên hệ với những. Chúng ta có thể tạo nút gửi ở đây, ai gửi tin nhắn hay đăng ký như thế nào. Thì chúng ta có thể gửi qua email này, gửi qua tin nhắn, chúng ta ấn tiếp theo gửi tin nhắn. Nếu chỉnh sửa thì chúng ta gửi qua email thì ấn tiếp thì nó sẽ ra này. Đấy, hoàn tất. Và ta sẽ quay lại cái nút là gửi tin nhắn. Bởi vì chúng ta ít sử dụng đến email. Ok, hơi chậm. Nên những phần này vừa qua một chút, tìm nút xong rồi thì chúng ta sẽ tìm vào các trang này và chúng ta sẽ chỉnh sửa từng phần một. Chúng ta có thể bật những tính năng là tự động trả lời tin nhắn, những tính năng ví dụ như đây, những ai thích hoặc viết gì đó lên đây này, chúng ta sẽ làm sao. À, bây giờ chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Cài đặt ở đây thì phần cài đặt chung thì chúng ta để im, chúng ta cũng không cần thiết để im sửa làm gì. Và phần tiếp theo là chúng ta sẽ vào thông tin trang. Thông tin trang thì chúng ta cũng để mặc định như vậy nên hạng mục đây thì chúng ta chỉ chỉnh sửa thôi. Chúng ta đã làm rồi, trang web đây, nhập trang web, chúng ta nhập email vào. Email thì chúng ta kinh doanh fanpage thì chúng ta cũng nên đầu tư vào một cái tên miền để chúng ta có thể lập một email doanh nghiệp. Email doanh nghiệp thì chúng ta có thể lập trên Gmail hoặc lập trên Yahoo đều được, hoặc có rất nhiều cái để lập. Ví dụ BKH đây tôi sẽ lập về cái email tên miền của tôi.
ta lưu thay đổi có địa chỉ đường rồi, bên thiếu. Ok, lưu thay đổi. Tiếp theo là chúng ta đến phần tin nhắn. Tin nhắn thì tất cả chúng ta trên đây là mặc định nó tác định được. Xuống đây chúng ta sẽ thiết lập khi trò chuyện lập tự trả lời tin nhắn. Tin nhắn nó sẽ tự trả lời như thế này, thì các bạn muốn chỉnh thì các bạn bấm vào đây. Đấy, đây là câu trả lời cái tùy chỉnh tin nhắn. Tuy nhiên tôi để mặc định như vậy. Tiếp theo là phần về gửi tin nhắn thay mặt trang của bạn này. Chúng ta có thể bật ở đây và chúng ta có thể thay đổi ảnh tùy thích. Đến phần này cài đặt, chúng ta có thể cài đặt rất nhiều thứ và có thể cài đặt sao chép những liên kết. Đây là cái phần địa chỉ của Messenger trên fanpage của chúng ta. Chúng ta có thể dán cái này để tưởng là có thể tìm đến phần Messenger. Phần Messenger chúng ta có thể thêm Messenger vào trong nhắc của chúng ta. Chúng ta có thể làm như vậy. Tiếp theo phần điều chỉnh nhiều nhất thì chúng ta có thể là những cái phần này. Chúng ta có thể trợ những cái thanh toán đăng ký hoạt động, chuyển đổi yêu thích trên trang, thiết tưởng yêu thích, vai trò trên trang. Còn vai trò trên trang rất quan trọng là chúng ta có thể tìm thấy những ai, đúng không? Chúng ta đang là quản trị viên, đấy vai trò của bạn đấy. Quản trị viên chúng ta có thể thêm ai đấy, vai trò hiện tại trên trang biên tập viên này, để nhà mai thêm ai mà đã chỉ định một vai trò mới trên trang này, vai trò hiện tại quản trị viên này. Chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn phần chỉnh sửa vai trò trên trang, thì bạn có thể thêm người, thêm ai đó vào cũng được. Giới hạn quốc gia này, trang hiển thị với mọi người này, mọi quốc gia này, giới hạn quốc gia đấy, chúng ta có thể nhập quốc gia này, chỉ xem ở Việt Nam thôi. Giới hạn tuổi này, chỉnh sửa các cái phần này thì chúng ta có thể tự tìm đấy. Facebook thì nó luôn luôn đặt tường để chúng ta chỉnh theo cái tường, hoặc đặt câu hỏi như thế nào thì chúng ta làm như vậy là được. Hoặc chúng ta có thể gỡ trang, xóa trang này đấy, có thể xóa vĩnh viễn cái đông trùng hạ thảo này. Ok, phần thông tin chung này thì chúng ta chỉnh sửa vậy, và phần quan trọng nhất là chúng ta điền vào hết những cái phần về phần bên trái này. Nếu chúng ta điền hết tường này được thì chúng ta gần như làm hoàn thiện một fanpage một cách hoàn chỉnh nhất của chúng ta. Và chúng ta xem thêm ở đây có những cái gì: phần dịch vụ này, phần đánh giá, phần cửa hàng, phần ưu đãi, ảnh, video, bài viết, sự kiện, giới thiệu, cộng đồng. Và chúng ta điền đầy đủ những thông tin này thì gần như fanpage của chúng ta đã hoàn chỉnh rồi. Và đây là dịch vụ của chúng ta là dịch vụ gì, thì chúng ta giới thiệu dịch vụ của chúng ta là dịch vụ gì. Phần này thì nó gần như là cố định cái giá của sản phẩm nên tôi không làm cái gì. Phần đánh giá nhận xét đây là của khách hàng, cái này ta không thể thay đổi được. Phần ưu đãi thì chúng ta có thể tạo ra những cái chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mại hay là chương trình gì đấy, chương trình khuyến mại ví dụ như là thêm về mặt hàng, về dịch vụ ưu đãi, ví dụ như thế là chúng ta ưu đãi về một sản phẩm nào đó của đông trùng hạ thảo, ví dụ như khô sấy thăng hoa. Tính năng phòng ngừa bệnh tật đấy, tự gia hạn ngày nào thì là 23 tháng 12, hết hạn ngày 30 tháng 12, 2019 rồi, 20 tháng 12. Ok, và online chúng ta có thể có cửa hàng thì chúng ta sẽ tại cửa hàng, và chúng ta online tại cửa hàng online. Và đây là trang web của chúng ta chính thức. Chúng ta có thể thêm khuyến mại tùy chọn này. Đấy, thế là ok. Đáp à, chúng ta còn thiếu phần ảnh đây. Đấy, chúng ta sẽ tìm ảnh và thay đổi ảnh vào đây. Gian buổi chiều nó rất chậm về lót mạng nên là
sử dụng nó hơi khó, giới thiệu nó hơi lâu một chút, các bạn thông cảm. Không sốt cái gì thì họ kiểm chứng lại cho mình và mình sẽ thấy mình làm. Đây, chúng ta có thể gắn một đường link nào đó cũng được, có thể là của Facebook, của fanpage của chúng ta, hay là trên YouTube hoặc trên một cái gì đó. Tôi đây gắn một cái link của website của tôi, chúng ta đã tạo được một cái ưu đãi, tạo được một ưu đãi sản phẩm. Tiếp tục chúng ta vào đây để xem thêm. Đây là phần cửa hàng, thiết lập cửa hàng thì chấp nhận những cái phần này để ta thiết lập một cửa hàng. Tiếp tục chấp nhận và thanh toán trên nào. Nếu mà làm affiliate thì đây tôi giới thiệu về chương trình làm affiliate, chúng ta sẽ thanh toán trên website. Nếu chúng ta muốn bán trực tiếp thì chúng ta sẽ thanh toán trên nút mua này. Trên nút mua này gần như chúng ta thanh toán trực tiếp là chính. Và cái phần này nhiều người giới thiệu, các bạn có thể tìm trên YouTube thì nhiều người giới thiệu với bạn, bạn có thể tìm rất rõ. Nhưng mà phần giới thiệu về affiliate thì hôm nay tôi là giới thiệu cho các bạn để tìm, để tiếp tục để làm. Chúng ta có thể làm trên những trang Shopee hay là những trang của Asset Trader hay là Unica đều được hết, tùy theo những sản phẩm để chúng ta lựa chọn. Và đây là chúng ta thêm sản phẩm vào đây. Đấy, chúng ta thêm ảnh hoặc là đăng video. Đây thì tôi thêm ảnh vào. Lưu ý là bạn bán hàng trên Facebook, bạn không được bán chất kích thích, chất có cồn. Vì vậy nếu mà đăng rượu lên đây thì gần như họ không cực tiếp ta đăng. Tuyệt đối không đăng lên cửa hàng những sản phẩm kích thích như rượu, bia, thuốc lá, chất ma túy, chất gây nghiện. Đó là cái để chúng ta ở đây. Chúng ta sẽ lấy tên sản phẩm của chúng ta là khô sấy thăm hoa 5g, giá bán ví dụ như là 395.000. Sản phẩm được bán giá bán là 335.000. Là mô phỏng các bạn. Đây là mô tả về sản phẩm. Đây là ô sấy URL thanh toán, là ví dụ như chúng ta làm những cái ông trời nào thì chúng ta sẽ thanh toán con URL này. Chúng ta gắn thử cái demo này xem thì nó vẫn về với URL này. Tuy nhiên đây tôi có một URL thanh toán, đó là trang web thanh toán của nó. Sản phẩm này hiển thị lên trang của bạn công khai, mà chúng ta sẽ chọn tính trạng của sản phẩm là đã qua sử dụng và rất tốt, đã ấn lưu. Và cái này chúng ta sẽ chờ xử lý cửa hàng. Nếu mà thêm sản phẩm thì chúng ta cứ thêm từng sản phẩm một, ví dụ thêm đây cái mãi vào như vậy chúng ta làm thôi. Đây tệp đây, cái này thì chúng ta làm cái này đi chẳng hạn. Cãi dễ đối là chúng ta không chọn rượu bạn, chúng tôi như thế này, chúng thảo tươi cãi dễ. Chợ điều trị là vì trang này trang mô phỏng, mà những trang trước thì tôi đã đăng những cái ảnh này, thì khi phần này chúng ta đăng lên thì cái phần này nó sẽ rất khó xét duyệt. Tuy nhiên đó là cái phần mô phỏng và ảnh của ta, bởi vì chúng ta làm trên Facebook. Facebook đã qua quá nhiều scandal, quá nhiều về rắc rối của thế giới, nên là bây giờ họ rất ngặt nghèo trong cái phần chúng ta đăng ảnh về phần bản quyền. Và những phần đó thì nó đều có ở đây và chúng ta có thể tìm ra được hết. Bản quyền riêng tư tác giả, quyền trời ơi đấy. Ví dụ phần giới thiệu đây, giới thiệu đây thì chúng ta sẽ thấy được là đấy, xem đường đi nhập số điện thoại. Chúng ta sẽ lấy số điện thoại của Việt Nam. Việt Nam chúng ta sẽ là cộng 84. Chúng ta bấm đây xem được thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải dò thôi. Cộng 1 là của Mỹ rồi. Facebook là của Mỹ này, Honduras, Venezuela, Việt Nam đây. Đấy, chúng ta tìm được Việt Nam và chúng ta bủa đi số 0 ở đầu. Đấy, nó sẽ tạo ra số điện thoại của chúng ta. Chúng ta có thể tạo ra số máy nhánh này. Không cần, chúng ta chỉ cần một số là đủ rồi. Tạo tên người dùng trang, ví dụ tạo cái này. Chúng ta đang thấy cái Facebook của chúng ta là nó sẽ rắc rối như thế này. Vậy chúng ta sẽ tạo tên người dùng trang. Tên người dùng trang thì thường fanpage khi có được 50 người thích thì nó mới có 50 like thì nó mới tạo được tên người dùng. Đây là ta tạo thử xem có được không. Đông trùng hạ thảo, chúng ta thử tạo xem có được nha. Ok, chúng ta sẽ load lại trang này. Đấy, nó sẽ gọn như thế này và nó sẽ không rắc rối như kia nữa.
bạn đã làm dỡ phần giới thiệu đấy, chúng ta sẽ đã tạo được như vậy rồi. Chỉnh sự chi tiết về doanh nghiệp, thông tin liên hệ, đây chúng ta đã làm sự giới thiệu tóm tắt ngắn gọn, ví dụ sự cảnh cung cấp tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả chúng ta không cần thiết. Này là thường là người Âu họ hay dùng, về những quyền là châu Âu họ dùng hay phức tạp hơn mình. Tại ảnh để xác nhận đây, tại cái ảnh này là ảnh Việt Tivet Việt, tôi tìm cái ảnh xem nhiều thứ quá tìm vẫn khó. Cái phần này bỏ qua đây, ảnh xác nhận những cái gì thì chúng ta có thể tìm được sự quá trình công cộng chính trị tuyên bố quyền tác giả. Thêm menu là chúng ta như thêm những cái tạp tiệp PDF hoặc thêm những cái gì bài viết về cái giới thiệu của chúng ta, thì khách hàng vào đây thì họ sẽ được chuyển đến trang PDF của chúng ta, sẽ bài bản và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Đó là chúng ta viết ebook để chia sẻ cho khách, chỉnh sửa chính sách quyền riêng tư thì cái này chúng ta cũng cần thiết. Dịch vụ kinh doanh của chúng ta là cái gì để sở thích những trang để họ tương tác lại với chúng ta. Khi làm xong một fanpage thì chúng ta cũng cần thiết phải như chúng ta xem thêm những cái giới thiệu rồi cộng đồng, rồi phần tạo cộng đồng cũng rất quan trọng này. Đấy, chúng ta sẽ tạo những nhóm, những cộng đồng. Và tại sao có những người là về quản trị viên của Facebook là hay có những cái cộng đồng này thì chúng ta có thể tạo ở đây, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Còn một phần quan trọng nữa là fanpage là luôn luôn với cái sự cáo luôn luôn là cái điểm nhấn đầu tiên để họ quảng cáo với mình. Đấy là chúng ta sẽ có lượt quảng cáo, những cái quảng cáo như cáo trang, quảng cáo bài viết. Nếu mà chúng ta muốn nhanh chóng thì chúng ta nên quảng cáo, và những sản phẩm nào một lời nhiều thì chúng ta nên quảng cáo để mình tạo trang của chúng ta là xong rồi. Tuy nhiên đến đây còn phần này là phần ở bên cạnh phần giới thiệu, nó là chúng ta của phần này là chúng ta sẽ làm thêm thiệu, đó là phần tin của chúng tôi đây này. Phần tin này là rất quan trọng, chúng ta đã có một cái địa chỉ đường đi vào đây là họ xin tìm thấy được, này là chúng ta cũng rất quan trọng này. Chúng ta sẽ lấy một cái tiêu đề của sản phẩm để chúng ta giới thiệu về cái trang, khi họ đến thì họ tìm vẫn rất chi là đẹp, rất chi là chuyên nghiệp. Đấy, chúng ta lấy cái ảnh này chẳng hạn. Đấy, thêm bài gì này, tiếp tục này. Đấy, thêm tiêu đề vào đây, app sản phẩm, sản phẩm chúng ta tươi, sản phẩm. Ok, các bạn có thêm ai vào những cái phần đó. Còn đây là trang này, trang tôi làm lại nên là nó yêu cầu rất khắt khe, bởi vì trước đây tôi đã từng làm những cái này. Đây, những trang này là cũng bán về đông trùng hạ thảo nên là cái trang lại sau thì nó rất chỉ là khắt khe về ấy, bởi vì có những người đã sử dụng trước trong một trang thì trang sau sử dụng lại rất khó. Và như vậy là cũng xong về chương trình về hướng dẫn về cách cài đặt link, cài đặt fanpage để làm affiliate. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.